Hello, đi khắp Sài Gòn, xin chào tất cả các cô chú, anh chị đang xem kênh Đi khắp Sài Gòn nha cả nhà. Hiện tại thì em đang có mặt ở địa chỉ là 1238 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9 nha cả nhà. Thì hôm nay Duyên Phụ Nữ Cà Tím đã chuyển xuống bán trái cây ở địa chỉ này nha mọi người. Đấy, Duyên đang bán trái cây rất là nhiều luôn nè. Còn có sầu riêng, mít và măng cụt nha cả nhà. Rất là nhiều trái cây luôn. Đây, mình sẽ đi một vòng xem trái cây Duyên bán như thế nào nha cả nhà. Đây là sầu riêng Thái Lan nha mọi người. Trái siêu to khổng lồ luôn. Còn đây là mít tú nữ nha. Tú nữ thì trái rất là nhỏ nè. Xa là trái măng cụt nha cả nhà. Sầu riêng ở phía ngoài này là trưng bày là Duyên đã lọc sẵn ra để cho khách mua được nhanh đó cả nhà. Duyên đang xếp gọn lại trái cây nha mọi người. Chỗ này thì mặt bằng nó rộng hơn so với mặt bằng chỗ đường Nguyễn Duy Trinh 210 nha cả nhà. Đấy, rất là mát luôn, có dầu che luôn nè. Đây có giọng ngồi rất là thoải mái nha cả nhà. Trái cây này mình lấy ở đâu vậy Duyên? Mối hả em? Mít nhìn ngon quá à. Nhìn ngon quá. Muối rất là nhiều luôn cả nhà. Mít tú nữ phải không em? Mít thôn nữ. Mít thôn nữ, à quên. Mít thôn nữ rồi. Hôm nay chuyển sang mít thôn nữ rồi nha cả nhà. Thôn nữ Cà Tím hôm nay là chuyển sang thôn nữ bán mít nha mọi người. Bán mít, bán sầu riêng, bán măng cụt này cả nhà. Đó, Duyên đang trưng bày lại những trái mít cho hấp dẫn để mọi người đi ngang có thể thấy ghé mua nha cả nhà. Duyên đang bán ở địa chỉ 1238 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9, là bên hông siêu thị điện máy xanh nha mọi người. Siêu thị điện máy xanh nè. Đó mọi người thấy không? Ở đây mình bán cả ngày luôn hả Duyên? Cả ngày. Tối rồi. Em tách ra xem thử như thế nào. Lấy này là mình nhỏ. Lấy ra để mình ăn. Review sai trái rồi. À, đâu có đâu đẹp nữa, mấy trái cuối năm nè. Dạ hả? Mấy trái này đâu có bán được đâu ta đâu. À. Chế mít là đặc biệt nhất là trong cái đống mít nè nha cả nhà. Chỉ có vỏn vẹn ba muối thôi. Ăn vô cái cây mít này là một cây nè. Ăn thử review. Trái có hai muối à. Nếu mình lựa trái bự bự á không bị. Không, tại cái cây này nó giống nhau nè, cái vỏ của nó nè. Vậy là mình mua mít này nó cũng hên xui rồi em nha. Dạ không. Nó chỉ lộn mấy trái này thôi, còn cái nó muối nhiều lắm.
ấy mình cho người ta lựa không? Mình thử không? Lựa chứ. Đó, trái này mít nhiều, muối nhiều này. Đâu mà đâu. Và trái này muối rất là nhiều cả nhà. Nhiều hơn trái này. À, để anh ăn thử review cả nhà. Wow, mít nè cả nhà. Đây là mít thôn nữ nha cả nhà. Mít tố nữ đã đổi tên thành mít thôn nữ rồi. Đây mình xin phép ăn thử như thế nào nha. Wow. Wow, rất là thơm mà. Thơm ngọt và rất là thanh. Rất là ngon cả nhà, nó rất là thanh mà ngọt. Và thơm hơn so với loại mít kia nha cả nhà. Mít này là ở miền nào vậy? Miền Tây hả? Bên này mình bán bao nhiêu một ký em? 40 ngàn. 40 ngàn. 3 muối hả? À, 3 muối giống trái thử kia đúng không? 40 ngàn một ký nha cả nhà. Ở đây mọi người mua sẽ được bao, có nghĩa là trái nào cũng muối giống như trái mít trưng bày kia nha cả nhà. Mua mình phải lựa trái lớn đúng không? Trái nhỏ là nó ít muối nè. Em nói anh, trái nhỏ nó vẫn nhiều muối. Nhưng mà nó lộn mấy trái này vô rồi. À, nó lộn nè. Biết điện thôi. Có cách nào để biết không em? Biết chứ, em cầm cái mít em biết chứ. À, đó và nó nặng hơn đúng không? Nước nhiều vào nha, kiếm lên cái kè của đó. Đó và thôi chào đến ta. À, cái này quá trời muối luôn nè. Thôi, nó chỉ có lộn cái cây đó thôi. Wow, đó nhìn hấp dẫn nhỏ xíu mà muối không ấy. Wow. À, nhiều luôn. À, dạ. Cái này mua rất là lời luôn nha cả nhà. Diệp. Dạ. Con có câu nói là mình nuôi sầu riêng á mình đừng có liếm con dao. Dạ. Nói tôi sầu riêng á đừng ăn con dao. Em đâu có liếm đâu. Em đâu có liếm dao đâu. Liếm mà hả? Dạ. Wow, nhìn... Không biết. Không có đâu. Anh đọc bình định không đâu để đâu. Không có đâu. Mà đi dùng cái anh mượn cầm thử nha. Wow, quá hấp dẫn cả nhà. Mít nè. Cái đó hồi không biết đi luôn rồi. Dạ. Có nhận xíu còn liếm muối không? Và wow, trái nhỏ xíu luôn á đó. Đó, đây mọi người thấy không? Cái viên cầm nhỏ xíu luôn đó. Không phải em muối này, quá trời muối luôn này. Và mua trái mít này. Mua trái này là từ lời cho tới lời luôn nha cả nhà. Không có sơ luôn nè. Đúng hôm nay có bán không em? Dạ có mà, đã chịu ra lấy kệ mà. Thầy Duyên. Súng có bán tại số 210, đường Nguyễn Trình, quận 2 cái gì á. Anh mới ăn một trái rồi. Thôi ê, cộng lên về đi, cộng lên về. Em đem
cột lên về đi, chân bày nè. Qua bữa ăn là hiệp quá chồng. Chứ có hộp không? Để lát có mọi người ai ăn gì ăn. Đây nhà thấy hấp dẫn không? Quýt rất là chất lượng luôn nha. Nó rất là ngọt và rất là dẻo nha cả nhà. Đó. Dẫn không? Đấy rất là nhỏ nhỏ xíu mà muối rất là nhiều luôn. Bốn mươi ngàn một ký nha cả nhà. Chiên đang bán ở địa chỉ 1238 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9 nè, bên hông của siêu thị Điện Máy Xanh. Ngoài mít thì còn có cả sầu riêng thái hạt lép nữa nha cả nhà. Và bên cạnh đó còn có măng cục nữa nè. Đây là quang cảnh xung quanh chỗ viên bán này cả nhà. Mọi người xem video thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Đi Khắp Sài Gòn và có động lực tiếp tục đi quay video cho cả nhà xem nha mọi người. Cảm ơn.